Nhà mình được mấy cân cùng cá Mộc Châu trong mắt ai? Hỏi thăm các anh các chị khách du lịch đến từ Thanh Hóa. Nhóm gia đình các anh các chị này có khoảng trên 20 người nghỉ ở Mộc Châu Retreat vào tháng 5 năm 2023. Mình gặp các anh các chị trong lúc mọi người đang chuẩn bị lấy đồ và khởi hành về Thanh Hóa. Dưới đây là một số câu chuyện nho nhỏ các anh các chị chia sẻ trong chuyến đi của mình. Ăn hết một túi để tặng một túi. Ăn thế nào chị? Ngon rồi. Đẹp thế. Cái này chị hái đâu? Vườn mận ở Naka. Đẹp thế. Naka thung lũng. Thung lũng mận Naka rất là đẹp. À, chị mua bao tiền một cân? 50.000 một cân. Okay. Chị thấy mận Mộc Châu thế nào? Em quay một chút. Rất là ngon. Bao nhiêu cân? Chỗ này 10 năm rồi. Thịt vất vả kia ra ăn đi. 12 cân. Đây này cho ăn thoải mái mà. Đúng rồi. Đứa này hôm nay cân rồi. Mấy khi các cháu này lên đây. Đúng rồi. Đây này đi mua hộ. Đi mua hộ mà cho ăn thoải mái đi. Cho ăn thoải mái thì chả nhẽ ăn thì cho ăn. Đang mấy mà. Còn bớt thì không cho bớt. Đây gần mình đi là cơ quan công ty hả anh? Mấy nhà? Gia đình. À, gia đình ạ. Gia đình. Hôm qua thấy bà kể là mọi người nhảy xuống mình ao lùa vịt đấy. Đúng rồi, vịt đấy thì cài nhãn ngọt lắm. Cái vịt ngon quá mà. Anh em làm lấy cá mà. Vâng. Đang nghỉ mua bằng được á, bán. Không bán lúc đầu hai. Đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.